Dạ, xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Hiện tại em đang có mặt ở Trảng Bom nha anh chị nhé, Bắc Trảng Bom, Đồng Nai. Và ở đây là khu sông Thao Bầu Hàm nha anh chị nhé. Em sẽ giới thiệu cho anh chị một sản phẩm để đầu tư cực kỳ tuyệt vời luôn anh chị ạ. Hiện tại bây giờ bất động sản đang đóng băng, và thời điểm này là thời điểm vàng để anh chị mua đất nền nhưng mà có thổ cư nha anh chị nhé. Đất nền, thổ cư, khu dân cư có sẵn sẽ là nơi đầu tư tuyệt vời cho anh chị. Thì bây giờ em xin giới thiệu anh chị một sản phẩm mới bên em. Đây anh chị ạ. Anh chị thấy không? Bên em đây là mặt tiền đường nhựa này, hai xe hơi, hai xe tải lấy nhau bình thường. Em từ đây đi ra quốc lộ 1A khoảng 2 cây số nha anh chị nhé. Em sẽ quay cho anh chị coi này, đây là đường nhựa này. Khu dân cư đông đúc. Đây em sẽ quay cho khu anh chị đây, khu dân cư đây. Và đây là miếng của em là thổ cư 100%. Có đường điện, còn nước, khu dân cư có sẵn. Đó anh chị thấy không? Khu dân cư đầy đủ hết. Và đây, đây là vị trí đất của em đây. Anh chị thấy không? Đây là nhà văn hóa, khu thể thao ấp Thuận Trường của thuộc xã Sông Thao. Anh chị hãy nhìn nha. Đường nhựa, hai xe hơi né nhau thoải mái, đường nhựa rất là lớn. Dân cư đây là đã đông đúc, buôn bán đầy đủ hết. Rồi em sẽ đi gọn đây. Miếng của mình đây anh chị. Đấy, em sẽ đi vô cho anh chị xem. Khi vào khu miếng của mình ấy, anh chị thấy không? Đây miếng của em là thổ cư 100% hết nha anh chị nhá. Sổ riêng thổ cư, đường điện có sẵn hết. Đây là nhà văn hóa này anh chị này. Đây là nhà văn hóa. Đó. Em sẽ quay ra một vòng cho chị coi nhá. Nhà văn hóa này. Đường nhựa rất lớn luôn. Đó, khu dân cư. Buôn bán đầy đủ hết. Và đây là có cống âm này anh chị này, cống rất lớn. Dạ đây. Đó. Đây là thổ cư 100% nha anh chị nhá. Sổ riêng thổ cư hết. Anh chị có thể vay ngân hàng được. Dạ đây, hai bên này của mình đường nhựa. Con đường này con đường 5 m anh chị nhá. Đường 5 m cống hai bên. Cống hai bên. Đường điện có sẵn. Anh chị cần vô đây xây nhà và ở thôi anh chị ạ. Đất bằng trang luôn. Sạch sẽ, khu dân cư đông đúc. Thì em thông tin cho anh chị nhé, từ vị trí của em ra thị trấn Trảng Bom là khoảng 4 cây số ra tới thị trấn Trảng Bom mình. Thì ở đây ấy, đầu tiên là công việc anh chị có thể làm ở khu công nghiệp Bầu Xéo, khu công nghiệp Tây Hòa. Đó là công việc dành cho công nhân, rất phù hợp cho anh chị em công nhân có thể vay ngân hàng được để kiếm một cái miếng đất có thổ cư xây nhà ổn định lâu dài, an cư lạc nghiệp anh chị ạ. Em đang quay flycam này. Đó, đây là có các em bé ở gần khu này đang chơi ở đây. Rồi, từ vị trí của em, nếu mà anh chị đi ra khu công nghiệp Bầu Xéo là khoảng 4 cây số, khu công nghiệp Tây Hòa là khoảng 2 cây số. 2 cây số đến 3 cây số anh chị nhá. Đó, thì công việc có vị trí thuận lợi, thổ cư xây dựng nhà ở có thể vay ngân hàng được. Thêm thông tin chi tiết thì anh chị hãy liên hệ với số điện thoại của em nhé. Số điện thoại em là 0772088263. Em sẽ thông tin chi tiết thêm cho anh chị về cái sản phẩm này. Đây. Đây là nhà văn hóa. Đó. Thì anh chị đã có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Dạ, cảm ơn anh chị.